Xin chào mọi người, Toàn đang đồng tiếp tục làm video về máy Motoken Phone cũng như là Motoken Tab. Hiện tại mình đang có một tình huống là đọc mã và làm chìa xe SH. Ở đây có mã K29V8, tức là SH1. Rồi, sau khi mình cậy cái lớp vỏ ra thì mình sẽ nhìn thấy một cái mạch, và việc của mình là sẽ kết nối vào cái mạch này. Ở đây là bộ chuyển đổi Motoken Tab. Đây là phụ kiện đầy đủ giác cắm. Đây là bộ táp để chuyển đổi. Khi kết nối với điện thoại thì nó sẽ gọi là Motoken Phone. Kết nối với máy tính bảng thì sẽ gọi là Motoken Tab. Ở đây mình sẽ chọn ra một cái cáp dành cho việc đọc ID khóa Smart Key. Cáp MTB08SP02. Rồi, mình sẽ cắm vào đây. Ở đây có hai đầu thì cứ vừa đầu nào là mình cắm đầu rồi đấy. Không thể nhầm lẫn được. Rồi, thế còn các phụ kiện khác thì mình sẽ không dùng tới. Mình sẽ hạ thấp xuống một chút. Mình sẽ cắm cấp nguồn vào cái rắc này. Cái đầu này vừa là cấp nguồn, vừa là để lập trình chìa khóa. Thế còn cái kim tín hiệu này mình sẽ kết nối vào cái mạch này. Mình dùng bộ đổi nguồn đi theo máy Motoken Tab, tức là trong cái ba lô này sẽ có cái bộ đổi nguồn này. Mình cắm điện lưới, sau đó nó sẽ hạ xuống điện 12V, thì chúng ta sẽ cấp điện 12V vào đây. Chúng ta có thể dùng điện acquy hoặc là dùng bộ đổi nguồn cũng được. Rồi, đây là chiếc điện thoại thông minh của mình, mình sẽ dùng nó để kết nối với bộ Motoken Phone này. Ở đây mình gọi là Motoken Tab, thì kết nối với điện thoại thì sẽ gọi là Motoken Phone. Tải ứng dụng Motoken Phone về điện thoại. Đấy, trước khi vào chúng ta sẽ bật Bluetooth lên này, để điện thoại và bộ Tab này nó sẽ kết nối Bluetooth với nhau. Rồi, kích vào đây. Đây chính là mã số của bộ Tab này. 0000 ghép đôi. Đây là mình đang thực hiện thao tác ghép đôi Bluetooth với cái bộ Tab này. Nếu mà ghép đôi không được thì chúng ta ghép đôi lại. Rồi mình sẽ ghép đôi lại. Rồi như vậy ghép đôi thành công rồi. Đấy, nó kêu tít cái ghép đôi thành công. Như vậy là ghép đôi Bluetooth thì yêu cầu mật khẩu là 4 số 0. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào mục mất kết nối này. Rồi mất kết nối. Rồi đã kết nối được rồi. Như vậy là cái Bluetooth của mình chưa ổn định. Này, ở đây là kết nối sóng không dây Bluetooth. Rồi kết nối được rồi thì bây giờ mình tiếp tục công việc. Ấn vào mục là kết nối hệ thống OBD trên xe. Ấn vào mục là hãng xe Honda. Và chúng ta sẽ tìm xe thủ công nhé. Tại vì là không có xe ở đây thì chúng ta sẽ tìm thủ công. Quốc gia là Việt Nam. Chúng ta chọn cái này là SH1. SH1 thì chúng ta cứ chọn là SH đi. Thì vì các đời SH thì như nhau. Từ 2019 trở xuống là như nhau. Chúng ta ấn chữ S thì nó sẽ lên một loạt SH. Đây, SH1 2018-2019 này cũng giống như là SH2017. Kích vô. Rồi chúng ta chọn mục là Smart Key. Chúng ta chọn chức năng là đọc Key ID. Đọc Key ID. Chúng ta ấn Next. Rồi, ở đây ra một cái hình để chúng ta kết nối theo. Đấy. Trên hình yêu cầu dùng bình ắc quy để cấp nguồn cho SU. Nhưng ở đây mình sử dụng cái bộ đổi nguồn, sử dụng điện lưới đổi nguồn xuống 12V. Rồi, và chúng ta thấy là họ yêu cầu app yêu cầu chúng ta sử dụng cái kim tín hiệu màu vàng chọc vào cái mụn mà bên trên con điện trở có chữ là BKGD. Đấy, mọi người chỉ làm một lần là sẽ quen thôi. Đây mình sẽ kết nối ra. Thế mình làm nhiều rồi cho nên là mình đã thuộc. Mình kết nối. Mọi người có kết nối lỏng lẻo cũng không sao cả, thì chúng ta sẽ kết nối lại thôi. Rồi mình sẽ ấn vào next. Mình ấn vào next tiếp. Rồi như vậy là máy đang đọc. Rồi rất nhanh. Như vậy là rất nhanh nha. Ok.
Đây là cái mã ID của ESU lưu trong này. Đấy, nhưng mà lát nữa mình bảo mật cho khách hàng thì mình sẽ xóa hết những cái mã này đi. Sau khi mình đã nhập chìa thì một cái mã khác sẽ lạp vào đây. Và những cái mã mà mọi người đang nhìn thấy này này, mình sẽ đẩy hết ra ngoài. Cho nên là những mã này có bị lộ thì kẻ gian có biết mã thì cũng không thể dùng mã này để khởi động khẩn cấp được. Tại vì mình đã dùng máy MotoCanTab để xóa hết những cái mã này đi rồi. Và sẽ dùng một cái mã mới. Thì mã mới đang được lưu ở trên chìa khóa mình đang cầm đây. Bây giờ mình sẽ lưu lại cái mã này. Đây mình sẽ viết ra giấy. Mình sẽ chọn mã key 2, cả key 1, key 2 đều đang ngon, mình sẽ chọn key 2. Đó là 20062 4810. Đó. Mình sẽ dùng cái key ID này. Rồi, bây giờ mình để chế độ đèn led off. Hơi lóa một chút. Rồi, mình ấn trở về. Mình sẽ chọn mục là lập trình ESU. Lấy. Bây giờ mình sẽ chọn mục là đăng ký khóa. Kích vào đây. Chúng ta chọn trường hợp là mất tất cả khóa. Rồi. Máy yêu cầu là chuẩn bị thẻ mã ID và FOB thì chúng ta đã có rồi. Lấy. Máy yêu cầu là đã có key ID chưa? Thì key ID chúng ta vừa mới đọc ra đây. Nhất khoát là phải có key ID. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây. 20062 20062 4810 4810 20062 4810. Thì key này chính là key để báo cáo, để nhập chìa, chứ không phải là cái key để chúng ta mở khóa khẩn cấp đâu. Key này là key để báo cáo thì kích hoạt chức năng nhập chìa. Rồi, mình sẽ ấn lấy. MotoCanPhone đang kiểm tra. Rồi, sau khi MotoCanPhone kiểm tra cái mã này đúng là mã đã lưu trong ESU thì bây giờ ESU sẽ chuyển sang chế độ là nhận chìa mới. Rồi. Đang có người gọi, mình sẽ tắt đi. Rồi, off tất cả các chìa khóa thì mình đã off đây rồi. Đó, máy yêu cầu off thì chúng ta ấn lấy. Chúng ta chờ một lát. Khoảng 1 phút. Để MotoCanPhone sẽ đồng bộ cái mã này. Ở đây là đang kiểm tra, đang khai báo. Cái giai đoạn này đang là kiểm tra khai báo. Đấy, thì chúng ta cứ gọi là giai đoạn đồng bộ. Và lát nữa khi chúng ta bật cái FOB này lên on thì lập tức là hệ thống sẽ đồng bộ luôn. Rồi, như vậy là MotoCanPhone đang kiểm tra, ESU đang khai báo mã hoàn toàn trùng khớp. Sau khi xác nhận mã hoàn toàn trùng khớp thì ESU sẽ chuyển sang chế độ là nhận chìa mới. Tất cả 9 mã ID. Máy MotoCanPhone có giá là 17.300.000. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Toàn An Đồng, số điện thoại là 0904 566 844. Rồi, đã đủ 9 mã ID và chúng ta quan sát hướng dẫn của MotoCanPhone. Rồi, yêu cầu bật khóa on thì chúng ta giữ chặt vào đây. On, rồi. Và bây giờ chúng ta ấn lấy thì quan sát. Đó, như vậy là chớp 5 lần trên đèn báo chìa. Có nghĩa rằng là FOB và ESU đã đồng bộ với nhau thành công nhờ cục MotoCanTab. Rồi, như vậy máy sẽ báo luôn là chúc mừng đăng ký khóa FOB thành công. Đã xong. Lấy. Rồi. Như vậy là thao tác đầu tiên đã xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn nhé. Kiểm tra này. Kiểm tra cái FOB này đã đồng bộ với ESU chưa. Ấn lấy. Cực kỳ dễ sử dụng. Đây, máy báo rằng là FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với ESU. Bây giờ mình thử off nhé. Mình off thì tất nhiên là sẽ
sẽ không được đăng ký rồi. Lại kiểm tra này, máy sẽ báo rằng là chưa kích hoạt, chưa sử dụng. Đấy, đó, máy báo rằng là FOB với SU không hoạt động, có thể do FOB chưa được đăng ký với SU hoặc đã bị hủy sử dụng. Rồi, bây giờ mình đã on lại lên. On lên thì tất nhiên là nó sẽ báo rằng là đang sử dụng. Đấy. Rồi, một chiếc máy rất là thông minh đúng không? Sử dụng ngay trên điện thoại thông minh của chúng ta. Rồi, như vậy thao tác đọc mã và nhập chìa đã thành công. Thì bây giờ mình sẽ làm một thao tác này cũng quan trọng không kém, đó là xóa những cái key ID mà lúc trước mình đã đọc ra để bảo mật cho khách hàng. Và mình sẽ trở về đây, mọi người thấy là có mục là xóa key ID lưu trong SU. Rồi, chúng ta sẽ kết nối cái ghim này vào mạch. Đó, kết nối y như cái lúc mà chúng ta đọc ra mã. Rồi. Lệch tiếp. Rồi. Chúng ta sẽ xóa key 1 và key 2. Mình xóa chọn key 1, zin của nó có 2 key. Đấy. Xin chúc mừng, xóa key ID lưu trong SU đã thành công. Đấy. Và chúng ta xóa tiếp key 2 thì kích vào key 2. Đó, mọi người nhìn thấy rõ đúng không? Rồi, và chúng ta click. Key ID đang được kích hoạt, không thể xóa, vui lòng chọn key ID khác. Rồi, mình vẫn cứ xóa. Đây là key 2. Key 2 nó đang on thì máy cảnh báo, nhưng mà chúng ta vẫn phải xóa đi. Đấy. Kết nối lại nhé. Mình vừa nhập đó là key 3. Chúng ta sẽ dùng key 3. Ồ, không thể xóa. Key ID 2 không thể xóa. Key ID 2 không thể xóa. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc ra. Mình sẽ đọc lại một lần nữa. Tại sao máy không cho xóa key 2? Rồi, mình sẽ đọc ra. Trở về. Rồi, thao tác này mình sẽ bảo mật. Rồi, tiếp tục. Vừa rồi mình không thể xóa được cái key on nhé. Key 1, key 2. Key 3 mới là cái mình vừa nhập. Rồi, key 2 đang on cho nên mình không xóa được. Thì vậy thì mình sẽ thay đổi. Mình sẽ up trước để cho nó up đi rồi mình sẽ xóa sau. Thì mình sẽ làm lại thao tác cho mọi người xem. Smart key này. Lập trình SU này. Chúng ta sẽ chọn chức năng là hủy FOB đi. Hủy FOB. Tức là cái FOB vắng mặt thì mình sẽ hủy đi. Và chúng ta sẽ dùng cái FOB vừa mới nhập. Máy yêu cầu là tắt tất cả FOB. Thì mình tắt này. Ấn next này. Bật khóa on đang sử dụng. Rồi, bật on cái chìa đang dùng. Đấy. Và cái chìa nào bị rơi sẽ không có mặt thì cái chìa đó sẽ bị đẩy đi nhé. Up tiếp này. Làm theo đúng yêu cầu của máy. Máy báo là up thì chúng ta up. Và chúng ta ấn next. Rồi, những cái chìa nào vắng mặt thì những cái chìa đấy mất tác dụng. Như vậy, cái key 2 vắng mặt thì key 2 cũng mất tác dụng. Xin chúc mừng. Rồi, thì bây giờ chúng ta mới lặp lại được cái thao tác là xóa key ID 2. Lúc trước chúng ta xóa không được, đó là key ID 2 đang on. Rồi, chúng ta trở về. Chọn chức năng là xóa key ID. Đó. Rồi, chúng ta ấn next. Next. Chúng ta chọn key ID 2. Next. Rồi, lập tức là thành công luôn. Như vậy trước khi xóa key ID đang on thì chúng ta phải tiến hành là hủy cái key ID đó đi thì máy mới cho xóa. Đây là một chức năng vô cùng mới trong cái Motocan Phone. Rồi, mình chụp ảnh màn hình lại.
Bây giờ mình kiểm tra Smart Key này, lập trình SU này, Lex này, và chúng ta kiểm tra. Kiểm tra thì mình sẽ on cái chìa đang dùng lên, ấn Lex, và Motocan Phone sẽ báo rằng là FOV đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SU. Như vậy là thành công. Rồi, đã hoàn tất cái công việc là đọc mã, nhập chìa và xóa những cái chìa bị mất, những cái chìa vắng mặt là chúng ta phải xóa đi để phòng kẻ gian nhặt được những chìa đó là bấm tìm xe và sẽ sử dụng được xe của khách hàng. Đó, mình lắp lại. Thì trước khi lắp lại mình sẽ bàn giao cho khách bằng cách là mình sẽ cho nó hoạt động thử nhé. Ở đây mình đang có một cái xe SH mô hình. Đây là SH 2020. Vừa dùng để đào tạo thực hành, vừa dùng để thử. Rất chi là tiện. Mình sẽ thử hết chức năng nhé, bấm nút tìm xe này. Rồi, hoạt động rồi. Mình sẽ bật chống trộm này. Chúng ta chạm vào đây, nó sẽ kêu. Đó, nó hú. Như vậy là đầy đủ chức năng. Và đánh thức này. Bật khóa, tắt khóa. Bật khóa. Đó, tắt khóa. Như vậy là hoạt động đầy đủ rồi. Bây giờ là bàn giao cho thợ và tính tiền thôi. Như vậy là mình đã ghi hình xong cái quá trình sử dụng máy Motocan Phone để lập trình khóa SH1. Mọi người có nhu cầu mua máy Motocan Phone, Motocan Tab thì liên hệ số điện thoại là 0904 566 844. Mình là Toàn Lan Đồng Hải Phòng. Máy Motocan Tab thì kết nối thêm cái máy tính bảng thì có giá là 24.300.000 tại thời điểm này. Còn Motocan Phone thì kết nối với điện thoại của mọi người. Mọi người chỉ cần mua cục này và phụ kiện đi kèm thôi. Phụ kiện đi theo. Đó. Thì giá là 17.300.000, tức là sẽ trừ đi 7.000.000 cái màn hình. Vì Motocan Phone là mọi người kết nối với điện thoại của mọi người rồi, sẽ không cần phải mua màn hình máy tính bảng nữa. Thì là 17.300.000 cái bộ này, đi theo cả thông số hướng dẫn sử dụng cả tài liệu. Còn Motocan Tab thì sẽ không kết nối với điện thoại của mọi người mà sẽ mua thêm cái máy tính bảng, thì là sẽ là 24.300.000. Còn anh nào đã có máy tính bảng ở nhà rồi thì chỉ cần mua bộ này thôi là 17.300.000 tính tại thời điểm này. Rồi, video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người.